Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì video này mình sẽ hướng dẫn mọi người là săn airdrop của cái dự án đó là Chainbase Genesis. Thì đây là một cái dự án mới nha các bạn. Tuy nhiên thì cái dự án này nó đã ra lâu rồi. Đấy, nhưng mà mình trước đó mình thật ra mình cũng không có muốn làm đâu các bạn. Thì hiện tại thì mình thấy thì nó về cái phần là săn airdrop của họ thì họ chủ yếu đó là lấy những cái giao dịch nha. Lấy kiểu như là lấy cái thông tin, cái địa chỉ ví của các bạn á, kiểu như là ví nào mà có nhiều giao dịch hoặc là hold nhiều token thì các bạn sẽ nhận được nhiều điểm boy. Đấy, thì đây là hiện tại đang trong quá trình testnet thôi. Thì nó chỉ có một vài task, chẳng hạn như là task là check địa chỉ ví của các bạn á, có nhiều giao dịch thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều điểm boy. Đấy, thì bây giờ chúng ta chỉ cần là vào đó là nhận cái điểm boy thôi là xong. Còn về phần testnet thì các bạn cũng có thể là bỏ qua nha. Ok, thì nói sơ qua về một tí về cái dự án này. Thì về cái dự án này thì họ raise được đó là 15 triệu đô. Tuy nhiên thì về những cái quỹ đầu tư vào cái dự án này thì có những cái quỹ chỉ là đến từ Trung Quốc các bạn ạ. Chẳng hạn như là Tencent này với lại là MBC. Thì hai cái quỹ này là quỹ Web 2 thôi các bạn nha. Chứ chả có những cái quỹ Web 3 nào đầu tư vào cái dự án này cả. Đấy, thì hiện tại là nhận điểm boy free thì anh em cứ vào kho net ví rồi nhận điểm boy thôi, đó là xong. Đấy, và sau này thì cái điểm boy đó thì các bạn sẽ khi mà họ lau chùi token đó thì chúng ta sẽ có cơ hội đó là sử dụng cái điểm boy đó để quy đổi sang token nha, quy đổi sang airdrop của họ. Đấy, ok, thì đối với cái dự án này thì các bạn vào đường link dưới phần mô tả video thì trên ví MetaMask của các bạn thì các bạn chuyển đổi sang mạng lưới 3C giúp mình nha, chuyển đổi sang mạng lưới 3C mainnet đó, rồi sau đó thì các bạn connect ví thôi, connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn. Thì về cái dự án này nó sẽ lấy, nó mình nhắc lại đó là nó lấy cái giao dịch nha, nó lấy cái giao dịch ở trên tất cả các mạng lưới nha, kiểu như là trên ví tất quý cái quý của các bạn á, và trên tất cả các mạng lưới á, thì có càng nhiều giao dịch, có càng nhiều giao dịch hoặc là hold nhiều token ở trên nhiều mạng lưới, kiểu như tài sản của các bạn càng cao á thì cái điểm boy của các bạn càng nhiều nha. Đấy, mình nhắc là và cái phần đặng điểm boy là như thế. Ok, thì sau khi các bạn connect xong thì các bạn nhấn nút xin nha, rồi các bạn xin ký trên ví giúp mình. Ok, các bạn xác nhận xin ký nè. Sau khi các bạn xin ký xong thì các bạn đợi nó xác minh cái captcha nha. Sao không được ta? Bị lắc sao? Để mình lót lại quét thử nha. Ok, thì sau khi các bạn xin ký xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì đây là cái coin Zeret thôi các bạn nha. Các bạn có thể là nhấn vào nút Go luôn cũng được. Nhấn vào nút Go. Đấy, thì ở trong này thì sau khi các bạn nhấn vào nút Go xong thì các bạn kéo xuống lúc bên dưới giúp mình. Thì đây là cái điểm boy nha. Cái điểm boy của các bạn sau khi các bạn hoàn thành xong cái nhiệm vụ á thì nó sẽ hiển thị cái điểm boy ở phần đây, user coin này. Đó, thì sau khi các bạn ấy xong thì các bạn kéo xuống lúc bên dưới giúp mình. Các bạn kéo xuống lúc bên dưới để chúng ta đó là tìm cái phần là các bạn kéo xuống lúc bên dưới ở cái phần là My Task này đó nha, ở phần My Task này này. Thì ở phần My Task này các bạn có thể là connect tài khoản Twitter của các bạn này đó để các bạn nhận thêm điểm boy, với lại là về cái phần đó là phần check địa chỉ ví này, on chain này đó. Về check địa chỉ ví của các bạn càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được điểm boy càng nhiều thôi đó. Thì chúng ta sẽ đi làm cái nhiệm vụ này trước đây, các bạn kéo xuống cái phần My Task nha. Thì ở cái phần My Task này các bạn ở nhiệm vụ đó là Twitter này, thì các bạn nhấn vào chữ Go này.
Về những cái nhiệm vụ này nhá, thì các bạn chỉ cần là nhấn vào cái phần là phần profile của các bạn này nhá, nhấn vào cái logo, cái địa chỉ ví ở phía góc trên bên tay phải của các bạn đó, nhấn vào rồi các bạn chọn phần setting này. Thì trong phần setting này các bạn kéo xuống bên dưới giúp mình, kéo xuống lúc bên dưới thì phía bên dưới này các bạn sẽ thấy được ở cái phần đó là Subsequent Account này đó, các bạn nhấn vào chữ link này rồi các bạn connect tài khoản Twitter của các bạn vào thôi. Đấy, connect xong thì tiếp tục các bạn connect tài khoản Discord này, nhấn vào link này. Connect tài khoản Discord của các bạn vào. Đấy. Thì sau đó thì các bạn quay trở lại cái phần home nha. Các bạn nhấn nút home phía trên này. Đó. Thì ở trong một home này các bạn kéo xuống lúc bên dưới. Kéo xuống lại cái phần My Task này. Đó, rồi ở nhiệm vụ là từ Twitter này các bạn nhấn vào chữ verify thôi. Đó, nó sẽ cộng điểm boy cho các bạn. Đấy. Tiếp theo đó là Discord thì các bạn nhấn vào chữ verify thôi. Đó. Tiếp theo đó là về cái phần này, CX nickname. Ok, thì về phần nickname thì các bạn có thể là vào lại bên trong phần setting này. Các bạn kéo lên trên ở phần là nickname thì cái phần chỗ đó là username này. Các bạn nhấn vào hình cờ búp mà. Đó. Rồi các bạn ghi cho mình một cái nickname bất kỳ thôi. Rồi sau đó các bạn nhấn vào chữ confirm này. Đó. Sau đó thì các bạn quay trở lại home, các bạn kéo xuống lại cái nhiệm vụ đó để các bạn query thôi là xong. Đây, nhấn vào chữ verify này. Ok. Tiếp theo đó là referral, thì về phần referral nếu mà các bạn muốn đi tiện red á, thì về phần red thì như là các bạn sẽ nhận được thêm điểm boy. Về red thì mình không rõ là nhận được bao nhiêu điểm boy nha. Đây bên phần red nè, ở trên ở phía trên cùng nó có chữ referral á, để mình xem thử. Đây nó có link red của các bạn ở trong này nè. Đó thì mỗi lượt red các bạn sẽ nhận được thêm đó là 50 nha, 50 giờ coin và max red, vậy là chỉ 50 red thôi các bạn nha. Red là max là 50 người thôi đó. Ok, thì bạn nào muốn đi tiện red thì có thể là vào phần referral rồi các bạn sẽ thấy được cái link red của các bạn ở đây, copy lại thôi đó, đi tiện thêm red thôi. Ok, các bạn quay trở lại một home này. Rồi kéo xuống lúc bên dưới. Kéo xuống lúc ở phần My Task, chúng ta sẽ đi làm những cái nhiệm vụ như là player. Cái nhiệm vụ player này là cái nhiệm vụ mà cái địa chỉ ví của các bạn đã có bao nhiêu TXH nha, có nghĩa là transaction đấy. Thì nếu mà cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn có nhiều transaction trên tất cả các mạng lưới nha, thì càng nhiều transaction thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều điểm boy. Đó thì ở phần này thì các bạn chỉ cần ở cái nhiệm vụ này các bạn chỉ cần nhấn vào chữ verify thôi, ở nhiệm vụ player này, on chain player này, các bạn nhấn vào chữ verify này đó thì nó sẽ cộng thêm cho các bạn thôi nha. Đấy, nó sẽ cộng bao nhiêu các bạn, cái điểm của các bạn bao nhiêu thì nó sẽ tự động cộng cho các bạn thôi, nó tự động tính cái ví của các bạn là có bao nhiêu transaction thì nó sẽ tự động ấy thôi nha. Ok, tiếp theo đó là cái nhiệm vụ đó là on chain degen nha. On chain degen là cái nhiệm vụ mà trên ví của các bạn là hold bao nhiêu nha, số lượng token mà các bạn đã hold ở trên ví trên tất cả các mạng lưới nha. Nói chung thì các bạn hold token gì càng nhiều và có giá trị thì nó sẽ các bạn sẽ nhận được càng nhiều điểm boy thôi, từ 1 điểm boy đến 3.000 điểm boy này đó. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ verify thôi thì nó sẽ tự động cộng cho các bạn nha. Đấy. Ok. Tiếp tục đó là asset holder thì các bạn chỉ cần nhấn vào chữ verify thôi. Đó, nó sẽ cộng cho các bạn nha. Đấy. Ok. Còn phía bên dưới không let task là những cái nhiệm vụ mà các bạn đã hoàn thành đấy. Ok, ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn kiếm thêm điểm boy thì các bạn có thể là kéo lên trên nha. Các bạn hoàn thành những cái nhiệm vụ là priority này này. Đấy. Nói chung thì bạn nào mà quý của các bạn càng nhiều giao dịch đó thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều điểm boy nha. Đấy. Ở đây thì mình sau khi mình query ba cái task đó là xác minh quý thì mình chỉ nhận được đó là 563 điểm boy thôi. Đấy. Các bạn muốn query thêm, các bạn muốn nhận thêm điểm boy thì các bạn làm những cái nhiệm vụ như là đây là cái gì đây? Job to on chain, hình như là min NFT sao các bạn ạ? Credit API. Ok, những cái thứ liên quan tới API thì bỏ qua thôi. Ok. Tiếp theo đó là về query trust task, thì bạn nào mà đã từng query trên trust task thì có thể là nhấn vào chữ verify thử xem nó có cập nhật hay không nha.
như là ở trên TradeStock thì chúng ta sẽ min cái NFT Verify sau á nha, Media Omnichain này đó, nó sẽ dẫn các bạn đến trang này, trên trang là TradeLab này. TradeLab thì trước đó chúng ta cũng đã có điểm danh ở trên đây này nha, để mình xem. Thì về phần KIC thì tốn 0,002 ETH các bạn ạ nha. Thì chúng ta ca sẽ xác minh ở trên Lini các bạn ạ nha, xác minh ở trên Lini đó. Thì bạn nào mà muốn xác minh ở trên TradeStock thì các bạn có thể là chuyển sang mạng lưới Lini lại này đó, rồi các bạn nhấn vào chữ submit này, phí là 0,002 nha, khoảng là 0,5 đô đấy. Nó trả phí khoảng là 0,5 đô thôi. Xác nhận trả phí này. Còn nếu mà các bạn không muốn làm những cái nhiệm vụ trên đó, thì những cái nhiệm vụ này này thì các bạn chỉ cần là hoàn thành ba cái nhiệm vụ đó là asset holder này, đó là tính cái transition này với lại là token hold này đó nha. Đấy. Còn bạn nào muốn làm thêm thì chỉ cần là làm thôi. Đó, min xong thì các bạn min ở trên này xong này. Các bạn min xong thì nó sẽ có cái giao dịch của các bạn này. Đó, rồi các bạn quay trở lại các bạn nhấn vào chỗ verify thôi. Đó, nó sẽ tự động cộng cho các bạn điểm vô coin thôi nha. Theo đó là về cái phần đó là cái nhiệm vụ đó là chat with TA, thì cái nhiệm vụ này thì nó sẽ yêu cầu các bạn là chat với con AI nha. Về phần này thì các bạn muốn làm thì các bạn muốn chat thì có thể là connect ví vào rồi các bạn chat thôi. Đấy. Nói chung là nhiều nền tảng AI quá thì khi connect đó, có nhiều chữ ký nó khác nhau thì trên BC Network Testnet ở đây thì yêu cầu các bạn là connect với lại BC, hình như chat là cần phải trả phí trên mạng lưới trên BC Testnet sao á. Ok, cái nhiệm vụ để bỏ qua này cũng chat này, follow trên BC thì về phần follow thì các bạn chỉ cần follow này đó, để các bạn follow trên trang Twitter thôi. Ok, kiếm thêm thôi các bạn đó, nhấn vào chữ verify này, do Discord thì các bạn join vào thôi nhé. Các bạn join vào rồi các bạn quay trở lại các bạn verify thôi đó. Còn ba nhiệm vụ chat thì các bạn bỏ qua nha. Ba nhiệm vụ chat thì cần phải là đi forecast Zero Merge First Zone. Ok, mình đã đầy nhóm rồi các bạn. Ok, đợi mình tới đi, mình thoát ra cái. Ok, thì sau khi các bạn join vào kênh Discord của Gen 3C xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì các bạn chỉ cần tích vào ba cái ô này thôi nhé, tích vào ba ô này rồi nhấn nút Next, rồi tiếp tục các bạn nhấn vào chữ Finish đó. Thì tiếp theo đó thì các bạn verify, thì đầu tiên là cái ô Get Starter này thì các bạn nhấn vào chữ là Provider ở Homein, các bạn tích vào. Thì sau đó các bạn verify thôi, nhấn vào chữ verify này rồi nhấn Continue này, Continue này đó, rồi các bạn nhập lại cái mã captcha mà con bot đó cho thôi nha, 531625. Đấy, như vậy là các bạn đã verify thành công nha. Đấy. Tiếp theo đó các bạn có thể là chọn lại cái dòng đầu tiên, cái mục đầu tiên là Silver Gold đó, thì các bạn tiếp tục nhấn vào Get Verify Rally, các bạn nhấn vào đó. Thì ở phần này thì các bạn tích vào cái emo đầu tiên thôi là được nha. Đấy. Rồi tiếp tục chọn là Silver Gold. Tiếp theo là Chain BC Community Fast, các bạn nhấn vào để nó verify thôi. Đó, quay trở lại Silver Gold, tiếp tục nhấn vào Chain God GM này. Đó, rồi các bạn xem cái chữ GM và cái nhóm GM này thôi. Đấy. Ok. Vậy là xong thôi nha. Đấy. Rồi các bạn quay trở lại đây, rồi các bạn nhấn vào chữ verify thôi ở cái nhiệm vụ Discord này. Đó. Ok. Ok, thì hiện tại các bạn cứ làm như vậy thôi nhé. Làm nếu mà các bạn làm hết, nếu mà cái ví của các bạn là nhiều transaction thì các bạn sẽ nhận được nhiều điểm thôi. Đó. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn mọi người tham gia vào cái airdrop để nhận điểm boy the coin đến từ cái dự án là Chain 3C Genesis. Thì đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.